Em kiếp này không kiếp sau mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh một người con gái đánh đổi nhân phẩm danh dự của mình, ai kêu gì làm đó, bất chấp những giọt nước mắt và thấy nuốt thường ngọt trong. Trời ơi, mình chờ qua xíu nha. Cô ơi, thấy được cảnh này mới không? Nhạc gì? Cố lên. Đó, mấy sồ sồ quay hết rồi. Mình bây giờ thương